thiệu với mọi người cái kìm của đất ha, hãng Elora mã hàng 470BA-145, giá tham khảo là 1.250.000 một cái. 145mm này là chiều dài của nó ha. Ở đây em có về hai cái của khách đã đặt rồi. Rất là nhỏ nhắn, xinh xinh ha. Kìm này là kìm loại đầu thẳng, mũi nhọn đầu thẳng. Giá tham khảo là 1.250.000 một cái. Anh chị nào có nhu cầu mua số lượng nhiều hoặc là mua và bán lại thì liên hệ trực tiếp với em trên Zalo. Zalo có trên số điện thoại có trên màn hình này để có giá tốt hơn nha. Thì tổng chiều dài của cái này là 145mm. Đó. Tương ứng với lại 5,75 inch, trọng lượng của nó là 130g. Cầm rất là nhỏ nhẹ, nhỏ nhắn, xinh xắn, mình có thể bỏ túi, bỏ vào túi áo để mình đi làm việc ở khắp nơi được. Thì cái kìm này nó được làm bằng thép chrome vanadium. Cái này mạ bóng, xi bóng, mạ niken bóng ha, để nó chống rỉ sét. Đây là cái phần chui này thì được bọc một lớp nhựa màu đen và màu vàng. Hai cái màu này là hai màu đặc trưng của hãng Elora nè. Thì ở đây có cái ngán chống tuột tay về phía lưỡi, khi mình cầm mình thao tác nó không bị tuột cái tay của mình về phía cái lưỡi này. Rồi ở đây có các cái khí, hãng Elora họ tạo các cái khí như thế này để khi mà mình thao tác mình tì tay vào đây nó không bị trơn tuột, nó tạo ma sát với cái tay của mình nè. Đó. Rồi. Cái kìm mũi nhọn đầu thẳng này nó sẽ có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là cái phần răng mịn này nè, mình dùng để kẹp gấp các cái chi tiết nhỏ nằm trong cái hốc hẻm sâu gì đấy ha. Kẹp hoặc là rút dây điện á. Chức năng thứ hai là ngay cái phần răng thưa này thì mình sẽ dùng để kẹp vặn cái con ốc nhỏ. Đấy, phần răng thưa này ha, vặn ốc nhỏ. Rồi, tiếp theo cái chức năng thứ ba đó là cắt dây. Đây là cái phần lưỡi. Phần lưỡi cắt ha. Đó. Cắt dây điện, cắt dây cáp, cắt dây gì đấy mà nó có cái đường kính nhỏ thôi. Đó. Rồi. Cái này nó đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5745. Cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của châu Âu nha mọi người. Thép mà làm cái kìm này đó là thép C45. Rồi, cái này được sản xuất tại Đức luôn nha mọi người. Ở trên cái đầu kìm có ghi nè, Made in Germany nè. 470 là series model. Ngoài cái size 145mm này ra thì cái kìm này nó còn có hai size lớn hơn là 165mm và 200mm.